Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục livestream với cái chủ đề là 10 cách để xác định thành công cá nhân. Cái chủ đề thành công là cái chủ đề mà nhiều người rất là quan tâm và rất là khát khao. Và hôm nay thì mình livestream cái giờ này, lần đầu tiên mình cũng livestream cái giờ rất là đặc biệt này. Cái giờ này là các bạn mới vừa tan sở, rất là nhiều bạn mới vừa đi làm về. Và tối thường giờ tốt nhất để livestream đó là giờ buổi tối. Tuy nhiên tối hôm nay mình bận rồi, nên là mình livestream cái giờ này khoảng tới 6:30 là xong thôi. Và mình vẫn để y cái đoạn này trên Facebook, và các bạn nào vào sau thì chúng ta sẽ xem sau, chứ chờ đến tối thì mình không còn thời gian. Tối nay lịch mình kín rồi. Và cuối tuần này thì thứ bảy chủ nhật mình cũng có lớp rồi, liên tục từ sáng cho tới 9-10 giờ đêm, hai ngày liên tục, nên mình cũng rất là bận. Nên là hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái chủ đề thành công về 10 cách để chúng ta xác định chúng ta thành công, về một cái cá nhân để chúng ta thành công rất là rõ ràng để cho chúng ta dễ dàng cái đường đi thôi. Và bạn nào mà lần đầu tiên xem cái livestream này của mình thì các bạn hãy kết bạn với mình. Ngẫu hứng trước thì dạy tại ha. Tối nay không có đi dạy bạn John Trần ơi. Tối nay là có một cái cuộc hẹn với một group của các bạn mới ra làm kinh doanh. Chào bạn Đào Nguyễn Ngọc Ảnh. Ok. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy kết bạn với mình thông qua cái livestream này. Kết bạn đi. Và cái thứ hai nữa là các bạn bấm vào cái nút chia sẻ về cái trang Facebook nhà các bạn để các bạn lưu lại, để các bạn biết mình. Ôi chào bạn Siêu. Bạn học mình năm lớp 12, lớp trưởng của lớp mình cái thời mình học lớp 12, lâu quá rồi chưa gặp bạn. Bạn đang ở ngoài Cam Ranh. Vâng. Bạn nào mới lên cái chương trình này thì các bạn như thế nào? Các bạn cũng làm quen với mình, các bạn giới thiệu là các bạn đang ở đâu. Cảm ơn bạn Siêu rất là nhiều. Do cái công việc và điều kiện cũng rất là bận và lịch nó kín quá, nên là tết nào cũng về không gặp được các bạn. Tuy nhiên vẫn luôn nhớ về các bạn, vẫn theo dõi. Có dịp vào Sài Gòn thì Siêu liên hệ với mình nhé. Và các bạn đang ở cái vùng miền nào thì các bạn cũng giới thiệu mình đang ở cái vùng miền nào, để gì để chúng ta cùng nhau xem cái livestream này để chúng ta hiểu được hơn. Nếu ai mà đã biết rồi, bạn Tâm Hội nói hai thầy Duy em đọc Vượt Biển Lớn xong rồi thầy. Rất là hay thầy ơi, rất là tuyệt vời. Bạn đọc cái quyển Vượt Biển Lớn xong rồi thì cái quyển tiếp theo nữa bạn phải đọc, đó là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Đó là hai cái quyển sách, và mình chuẩn bị ra quyển thứ ba, đó là về 4.0, công nghệ 4.0. Mình đang nằm ở cái khâu biên tập, chắc khoảng 1 đến 2 tháng nữa là ra. Một vài ngày nữa là các bạn sẽ thấy có cái bản thiết kế bìa sách đồ lên. Mình đang tiến hành viết cái quyển, đang chuẩn bị xong cái quyển thứ ba, quyển sách thứ ba. Cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi của mình, các bạn này, cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi đó, mình được ba cái quyển sách này. Thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển thứ ba thực sự là cái, đây là cái bản tiếng Anh được bán trên Amazon, Beyond the Way. Và cái quyển chuẩn bị ra khoảng 1-2 tháng nữa ra thôi là cái công nghệ 4.0. Và các bạn nào đã có sách của mình rồi thì tham khảo. Và để trước khi mình vào cái chủ đề chính thì các bạn phải đảm bảo rằng là thứ nhất nè, là các bạn chia sẻ cái livestream của mình đi. Ô nãy giờ có một bạn bấm vào nút chia sẻ. Thứ nhất là các bạn bấm vào nút chia sẻ đi. Bấm chia sẻ để có nhiều người cùng biết cái livestream này. Và chúng ta mời bạn bè mình. Mời bạn bè mình. Chào bạn Đào Nguyễn Ngọc Ảnh. Chắc là lần đầu tiên bạn biết đến mình. Bạn nhớ các bạn với mình nhé. Inbox vào cái Facebook của mình, các bạn với mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào bạn Trần Trường. Các bạn, thứ nhất là các bạn giới thiệu về mình, các bạn họ tên là gì, các bạn đang ở khu vực nào hoặc là tỉnh thành nào, để mọi người quen biết nhau, cùng nhau xem livestream này để chúng ta cùng nhau quen biết nhau nữa. Lên được 30 người rồi, ok, chúng ta phải mục tiêu là làm sao 100 người xem cái livestream này, chúng ta cùng nhau học online, ok chưa? Và bây giờ mình chia sẻ cái điều thứ nhất, các bạn ghi vô. Xem livestream mình là trước mặt các bạn phải có gì phải có tập viết để các bạn ghi vô. Còn nếu mà các bạn không có tập viết thì các bạn phải gì các bạn phải ghi gì các bạn phải ghi xuống ở dưới gì
ở dưới cái comment này. Chào bạn Nguyễn Văn Trưởng. Ok, rất vui được chào bạn. Chào bạn John Trần. Em có ai B33 không nhỉ? Ok, bạn học B33, bạn học lâu rồi đúng không? Bạn có sách của mình chưa bạn John Trần ơi? Ok chưa? Bạn có sách Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi của mình chưa? Chào bạn Phạm Ngọc Toan, chào bạn Seth Apple. Ok, em muốn học thì học ở đâu thầy ơi? Vâng, bạn Trần Trường, bạn inbox vào cái Facebook của mình số điện thoại của bạn và sẽ có bạn phụ trách gọi alo cho bạn. Vâng, và bây giờ mình chia sẻ cái điều đầu tiên, 10 cách để xác định thành công tài chính cá nhân. Thì thường thường người ta hay xác định cái đầu tiên đó là thành công về tiền bạc. Thành công về cái gì bạn? Tiền bạc các bạn nó vô. Để chúng ta chứng minh được chúng ta có thành công hay không thì bước đầu tiên chúng ta phải chứng minh ra được là chúng ta thành công về tiền bạc. Cái đây là cái cách mà ở trường đời người ta hay xác nhận. Bạn Trần Trường muốn học thì học ở đâu thầy? Dĩ nhiên là học ở Sài Gòn rồi, học ở cái địa chỉ của chúng ta là 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Bạn Trần Phú chào thầy là người Bình Định phải không ạ? Mình là người Khánh Hòa, bạn Trần Phú ơi, mình là người Khánh Hòa, mình đến từ tỉnh Khánh Hòa. Vâng, và bạn nhớ kết bạn với mình nha, bạn Trần Phú, bạn Trần Trường, bạn nhớ kết bạn với mình nha. Inbox vào Facebook của mình. Rồi mình lại tiếp tục. Cái thành công đầu tiên mà người ta xác nhận đó là thành công về tiền bạc, về tài chính. Ok chưa? Đó là ở trường đời người ta xác nhận chứ không phải là mình xác nhận đâu nha. Bạn nào chưa chia sẻ livestream mình thì bấm vào nút chia sẻ đi. Việt Cơm Bang Điện Biên Phủ, Lào M, đúng rồi. Trụ sở mình ở đây cho tới giờ là 8 năm rồi. Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training. Ok chưa? Bạn John Trần rất là tuyệt rồi, bạn đã nhớ. Em sao không sắp xếp em học thêm bạn John Trần ơi. Chào bạn Lê Trọng Thông. Ok, lúc này ăn Tết nhiều quá đúng không? Không thấy mặt em. Cái thành công đầu tiên của chúng ta đó là thành công về tiền bạc. Đây là trường đời người ta đã sắp xếp nó như vậy và chúng ta phải tuân thủ vậy để xác định cái sự thành công cá nhân của chúng ta. Và trong thực tế cũng vậy, khi bạn có đủ tiền thì bạn mới làm những cái việc khác được. Chúng ta nói thành công mà chúng ta không có tiền thì làm sao chúng ta làm cái việc khác được? Chúng ta có tiền chúng ta mới mua nhà được, chúng ta có tiền chúng ta mới mua xe được, chúng ta có tiền chúng ta mới đi du lịch được, chúng ta có tiền chúng ta mới cho con cái chúng ta học những cái lớp học chất lượng được, chúng ta có tiền chúng ta mới sắm sửa mọi thứ xung quanh được, chúng ta có tiền chúng ta mới gì à? Chúng ta giúp đỡ được nhiều người được, chúng ta lo cho gia đình cho mình mà được. Nó là ở trường đời người ta xác định cái thành công đầu tiên đó là thành công về tiền bạc, điều đó hoàn toàn chính xác. Bạn Thanh Thủy, ok, ở ngoài Khánh Hòa, chào bạn Thanh Thủy. Bạn Long Nguyễn, ok, các bạn ở các vùng miền, các bạn lên xem livestream thì các bạn như thế nào à? Các bạn chào đi, giới thiệu về mình đi, giới thiệu về họ tên về mình, mình đang kinh doanh lĩnh vực gì, mình ở khu vực nào, để tất cả những người đang xem livestream này cùng biết về bạn luôn. Mình cũng biết về bạn và mọi người cũng biết về bạn nữa. Các bạn vô, và bạn nào chưa chia sẻ thì chia sẻ, mình thấy mới có 5 bạn chia sẻ à. Bạn Set Double sao bạn chưa chia sẻ? Bạn Thanh Thủy bạn chia sẻ chưa? Bạn Long Nguyễn bạn chia sẻ cái livestream này về đi. Ok chưa? Vậy thì cái thành công đầu tiên người ta xác định đây là ở trường đời. Ở trường đời nha các bạn ơi, ở trường đời. Chào bạn Long Nguyễn. Chào em Tony Hoàng Nhân. Ok, lâu quá rồi không có gặp em, chỉ thấy em trên Facebook thôi. Chào bạn Nguyễn Văn Phú. Ok, rất là tuyệt vời các bạn, rất là tuyệt vời các bạn xem livestream này, các bạn rất là tuyệt vời. Thành công đầu tiên là người ta xác định thành công về tiền bạc. Và cái mục tiêu đầu tiên là các bạn phải thành công về tiền bạc. Các bạn phải đặt ra mục tiêu là thu nhập gì thu nhập hiện tại các bạn đang thu nhập 10 triệu thì bạn phải lên kế hoạch làm sao là chúng ta thu nhập được gì được 20 triệu. Rồi chúng ta làm được 20 triệu thì chúng ta phải chinh phục mức cao hơn. Một tháng chúng ta 30 triệu, một tháng 40 triệu, một tháng 50 triệu. Mới hồi chiều mình làm việc chung với một bạn doanh nghiệp, bạn cũng ra làm một thời gian và bạn đang lên kế hoạch để mỗi tháng bạn có lợi nhuận 200 triệu. Và hồi chiều mình với bạn đó ngồi một khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ và bạn đã ra được chiến lược rất là rõ ràng để một tháng bạn thu nhập được 200 triệu. Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Tiến Dũng, em là Dũng, em đang sản xuất ví da và thắt lưng. Ok, các bạn phải giới thiệu như bạn Dũng như vậy đó. Các bạn thấy bạn Dũng chưa? Mà giới thiệu rõ hơn nữa, em là Dũng, em sản xuất ví da thắt lưng, rồi em đang ở cái khu vực nào, rồi em làm cái gì? Phải rõ ràng ra. Có bạn Khoa nè, bạn Khoa giới thiệu rất là rõ nè, mình là Khoa, mình chuyên sản xuất lĩnh vực xe điện và đang support hệ thống thương mại điện tử
Rất vui được kết nối với bạn và làm quen đam mê kinh doanh. Mình là Khóa Bi 115. Đúng rồi, bạn Khoa rất là tuyệt vời. Tuy nhiên bạn Khoa hãy thêm gì nữa vô bạn Khoa ơi. Thêm số điện thoại của em vào hoặc là thêm website của em vào để mọi người còn liên hệ với em nữa. Ok. Tất cả các bạn xem livestream này các bạn đều phải comment và giới thiệu mình. Và bạn Khoa phải bổ sung được là em đang ở cái khu vực nào nữa. Ok chưa? Phải bổ sung vào. Vậy thì cái thành công đầu tiên và mình chia sẻ đó là chúng ta phải thành công về tiền bạc. Bởi vì tiền bạc nó rất là quan trọng. Nó không những nó quan trọng mà nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì 90% những gì liên quan trong cuộc sống của ta nó đều liên quan đến tiền. Bạn hình dung chưa? Nó đều liên quan đến tiền. Chỉ có 10% nó không liên quan đến tiền thôi. 10% thì cái gì thì mình chưa có biết, nhưng mà 90% thì mình biết rồi đó. Ok chưa? Đó là cái xác định thành công đầu tiên là các bạn phải đạt được mục tiêu cá nhân và các bạn phải đạt được cá nhân. Làm sao để chúng ta làm ra được nhiều tiền? Thì như vậy người ta mới đánh giá cho bạn, bạn thành công về cá nhân. Những vừa rồi mình chia sẻ cái điều đầu tiên, các bạn thấy có hữu ích đúng không ạ? Rất là hữu ích đúng không ạ? Kinh doanh mà ngại chia sẻ thì làm sao kiếm tiền được? Ok, đúng rồi. Bạn Tâm Hội nói rất là đúng. Ok, em ở khu vực bạn Khoa này. Bạn Khoa làm rất là tuyệt vời đó. Em ở khu vực quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Website của em là xedap285.com. Rất là tuyệt vời. Bạn Khoa rất là tuyệt vời. Các bạn chia sẻ lên giống như bạn Khoa đi. Bạn Khoa comment rất là tuyệt vời đó. Chúng ta lên xem livestream, chúng ta vừa có kiến thức, vừa kết nối với bạn bè, vừa giới thiệu lĩnh vực kinh doanh của mình luôn. Nên các bạn đảm bảo các bạn chia sẻ thông tin lên hết trên này. Bạn nào lần đầu tiên biết đến mình thì các bạn hãy kết bạn với mình, inbox Facebook của mình. Bạn nào ok chưa? Chưa chia sẻ livestream này thì tranh thủ chia sẻ livestream này về trang nhà các bạn để mọi người cùng biết. Ok, bây giờ tiếp tục mình chia sẻ cái thứ hai. Và thành công thứ hai đó là thành công về tình yêu. Các bạn ghi vô, thành công về tình yêu. Thành công thứ nhất là thành công về cái gì các bạn? Ghi vào. Thành công thứ hai là về gì ? Thành công về tình yêu. Ghi vào, thành công về tình yêu. Chào bạn Nguyễn Minh Thư. Ok, lâu lắm rồi chưa gặp em, không biết em kinh doanh hàng cho em nó như thế nào rồi. Ok chưa? Chào bạn Nguyễn Minh Thư. Chào bạn Lưu Lâm Vũ, rất là tuyệt vời. Chào mọi người, em là Lâm Vũ, em đang tìm hiểu kinh doanh quần áo túi sách online. Em ở Hải Phòng, số điện thoại của em. Rất là vui được cái đó, rất là tuyệt vời. Bạn Vũ chưa kinh doanh nhưng mà bạn giới thiệu rất là rõ ràng. Và bạn Lưu Lâm Vũ, bạn rất là tuyệt vời. Cảm ơn em. Bạn Trần Thành Trung, rất là tuyệt vời. Bạn Vinh Nguyễn, ok. Bạn John Trần, mình là CEO Group Triệu Đô, chuyên sản xuất thị trường mỹ phẩm, BA, quảng cáo, thiết kế. Ok, bạn làm nhiều quá bạn John Trần ơi. Bạn làm gì mà đọc xong cái mình khủng khiếp luôn. Nó giống như cái tập đoàn rồi. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Chào bạn Lê Thảo Nguyên. Chào Thầy Duy và các bạn. Mình chuyên kinh doanh trang sức và đá phong thủy. Hiện tại mình đang ở Dĩ An, Bình Dương. Ok, rất là tuyệt vời. Giới thiệu phải rõ ràng như bạn Thảo Nguyên vậy á các bạn ha. Chào bạn Nguyễn Hồng Tạo. Rất là tuyệt vời. Chào em Tạo. Thành công thứ hai đó là thành công về tình yêu. Ok chưa? Tình yêu ở đây là nó rất là nhiều góc độ. Tình yêu ở đây là tình yêu vợ chồng, đó là một góc độ. Tình yêu thứ hai là tình yêu ba mẹ, gia đình. Ok chưa? Tình yêu con cái của mình. Tình yêu ở đây nó rất là rộng. Bạn nhận ra điều này chưa? Mình thấy bạn John Trần giới thiệu xong cái mình sợ luôn rồi. Bạn John Trần ơi, bạn kinh doanh nhưng mà khiếp thế. Người ta kinh doanh có 1-2 món thôi người ta đã kinh khủng rồi. Bạn kinh doanh gì dữ quá. Ok, chào bạn Kỳ Nam. Chào bạn Lương Hiền Duyên. Ok, rất là vui làm quen với các bạn. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì hãy nhớ các bạn với mình nha. Ok chưa? Rồi, chúng ta yêu con cái của mình. Chúng ta yêu gì? Yêu thú cưng. Thậm chí chúng ta yêu những cái phong cảnh đẹp. Chúng ta yêu một cái quyển sách gì đó. Chúng ta yêu một bài nhạc hết mình. Chúng ta yêu một cái môn thể thao. Chúng ta chơi thể thao và hết mình với nó. Giống như các cầu thủ bóng đá vậy á. Các bạn hiểu chưa? Giống như những người ca sĩ vậy á. Chúng ta phải có một cái tình yêu. Chúng ta phải thể hiện ra được một tình yêu. Chúng ta yêu một cái gì đó, chúng ta yêu hết mình với nó. Làm việc hết mình với nó. Bạn nhận ra điều này không ạ? Nếu mà trong cuộc sống bạn chưa bao giờ yêu một cái gì đó. Bạn chưa bao giờ yêu ai. Bạn chưa bao giờ yêu hết mình một cái gì đó. Thì sao ạ? Bạn chưa gì ạ?
bạn chưa phát huy được cái tiềm năng của mình. Và chắc chắn rằng cuộc sống của bạn nó tầm thường lắm. Cuộc sống bạn nó vô cùng tầm thường và nó không có ý nghĩa. Bạn chỉ cần yêu một cái gì đó rất là tuyệt vời. Bạn Hồ Hùng, em đã gửi lời kết bạn với thầy, nó rất là tuyệt vời. Chào bạn Thành Lê, chào bạn Nguyễn Văn Phú, rất là tuyệt vời. Chút xíu nữa mình live stream xong, mình sẽ kết nối với các bạn, ok chưa? Rất là vui biết các bạn, rất là nhiều bạn lần đầu tiên biết mình. Chúng ta có duyên thì chúng ta mới biết nhau, không dễ gì chúng ta biết nhau đâu. Các bạn nhớ chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn để chúng ta biết nhau nhé các bạn ơi. Để chúng ta biết nhau, bấm vào nút chia sẻ đi, chia sẻ. Và mình dành một phút cho quảng cáo. Ok chưa? Một phút cho quảng cáo, ok chưa? Mình tên là Nguyễn Thế Duy. Hiện tại mình có cái trung tâm đào tạo B-Training. Các bạn thấy chưa? Cái chữ B-Training. B-Training, ok chưa? Mình thành lập nó chuyên đào tạo các bạn làm chủ doanh nghiệp được 8 năm rồi. Và mình có ba cái quyển sách này, Vượt Biển Lớn, Mỗi Ngày Một Chút Thôi và Bì Dân Đồ Quay. Các bạn nào muốn mua ba cái quyển sách gì này thì các bạn cứ bấm số điện thoại của mình sẽ giao đến nhà các bạn khắp mọi miền đất nước. Thông qua dịch vụ bưu điện sẽ giao đến nơi hết. Ok, rất là tuyệt vời. Một phút quảng cáo hết. Ok chưa? Bây giờ mình lại chia sẻ tiếp. Ok, các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Chào bạn Nguyễn Đức Tính, bạn ở Quảng Ngãi. Ok chưa? Bạn Tính kỳ này có vào học cái lớp bùng nổ doanh số mà, năm 2018 mà, sắp xếp vô để gặp anh em Lô đi em. Chào bạn Anh Lê. Chủ cung cấp những kiến thức gì? Chú cung cấp kiến thức gì? Bạn Anh Lê, bạn hãy làm bạn với mình đi, rồi bạn quan sát theo dõi Facebook của mình là bạn sẽ biết mình chia sẻ cái điều gì liền. Rất là tuyệt vời, rất vui được làm quen với bạn Anh Lê. Bạn Đăng Quỳnh, chào thầy, và hiện tại mình đang ở xứ mình mà đang muốn khởi nghiệp kinh doanh về thời trang. Ok, rất là vui làm quen với bạn Quang Đăng Quỳnh, nhớ các bạn với mình nhé. Ok, rồi hồi nãy mình đang chia sẻ điều thứ hai, đó là gì à? Chúng ta phải thành công về mặt tình yêu. Đó là cái điều thứ hai. Nếu mà hồi giờ mà các bạn chưa thật sự yêu một cái gì đó hết mình thì cuộc sống bạn nó vô nghĩa, và chưa bao giờ bạn hoang phí cái cuộc sống của mình, và bạn chưa bao giờ làm cho cuộc sống bạn nó hiệu quả đâu. Phải yêu một cái gì đó hết mình, phải tận tâm với nó, phải hết mình với nó, phải làm hết mình với nó. Các bạn thấy người ca sĩ không? Họ yêu bài hát, họ hát một bài hát rất là tuyệt vời. Một người trồng cây, họ trồng cây và họ hết mình với cái cây cảnh đó. Một người họ có một con thú cưng, họ cũng phải hết mình. Chúng ta phải thành công về mặt tình yêu. Và cái điều này nó không cần tiền bạc, bạn vẫn làm được. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Bạn yêu hết mình một cái gì đó là có người bạn năng lượng nó rất là tuyệt vời. Và bạn có làm được cái điều này chưa? Chào bạn Đặng Đức Minh, rất là tuyệt vời. Vậy thì mình chia sẻ đến cái bài học thứ hai này rồi, các bạn thấy có hữu ích đâu mà. Nếu hữu ích thì các bạn comment xuống dưới mình, các bạn học được bài học gì. Chứ các bạn xem rồi mà các bạn không comment thì mình cũng buồn à. Các bạn phải comment, các bạn truyền năng lượng của mình. Rồi các bạn nào đang kinh doanh cái gì thì các bạn cũng giới thiệu mình kinh doanh cái gì đi. Ok, chào bạn Vũ Hồng Ân ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ok, chào bạn Tôn Long Anh, rất là tuyệt vời. Và bạn Vũ Hồng Anh nhớ bấm vào nút chia sẻ cái live stream này về nhà em đi, để em lưu lại để cho nhiều người xem nữa. Ok chưa? Có bạn Bảo giới thiệu nè, em là Bảo, hiện tại em cung cấp tour du lịch nè ở thành phố Hồ Chí Minh, rất vui được các bạn đó. Các bạn phải giới thiệu như bạn Bảo đó. Ok, các bạn phải giới thiệu như bạn Bảo. Bạn Phú xem chưa giới thiệu, bạn Nguyễn Hồng Phước sao các bạn chưa giới thiệu mình ra. Mình với các bạn xem cái comment của bạn Bảo á, giới thiệu như bạn Bảo với rất là tuyệt vời. Bạn Ân, bạn đang làm gì bạn cũng giới thiệu đi nha. Ok, rồi tiếp tục. Thành công, hồi nãy giờ mình nói tới mấy cái thành công rồi các bạn. Mấy cái rồi à, thành công thứ nhất là gì à? Thành công thứ hai là gì à? Và bây giờ mình sẽ chia sẻ bạn cái thành công thứ ba. Thành công thứ ba đó là thành công về sức khỏe. Ok chưa, thành công về sức khỏe. Nếu mà bạn có sức khỏe tốt, ok chưa, thì đồng nghĩa những cái việc khác của bạn nó cũng sẽ rất là tuyệt vời. Còn nếu mà bạn có cái sức khỏe yếu, ok chưa, cơ thể bạn ốm đau, ok thì bạn chả làm được cái quái gì. Bạn hình dung chưa? Nó là mỗi ngày bắt đầu từ đâu để có thành công kaka. Ok chưa? Mình đang giải thích này bạn Thanh Lê, bạn hãy tập trung, bạn nghe để bạn hiểu. Chúng ta thành công về sức khỏe nghĩa là chúng ta phải bảo vệ nó mỗi ngày.
Mỗi ngày chúng ta thức dậy mà chúng ta thấy chúng ta còn khỏe, điều đó rất là tuyệt vời. Chuyện gì xảy ra khi mỗi ngày chúng ta thức dậy? Bạn hình dung chưa? Chúng ta như thế nào à? Chúng ta không dậy nổi nữa. Hoặc là chúng ta thức dậy mà cơ thể chúng ta rất là ế ỏi. Thì không được. Ông trời ông đã cho chúng ta một cái tài nguyên rất là tuyệt vời, đó là sức khỏe. Điều đó chưa đủ, bạn phải bảo vệ cái sức khỏe đó. Điều đó cũng chưa đủ, bạn phải dùng cái sức khỏe đó để bạn gì à? Bạn tạo ra được những cái giá trị. Và như vậy sức khỏe của ta nó mới được tốt. Nên cái thành công thứ ba mà mình gửi đến bạn, đó là chúng ta phải thành công về sức khỏe. Để có được cái thành công cá nhân thì bước đầu tiên chúng ta phải thành công về sức khỏe. Nếu chúng ta không thành công được sức khỏe thì xem như bạn có thành công về tiền bạc như bước 1 mình nói, bạn có thành công về tình yêu như bước 2 mình nói, thì bạn cũng bị hủy hoại bởi vì bạn không có sức khỏe. Bạn nhận ra điều này chưa? Nó là hồi nãy mình nói là 10 cách để chúng ta thành công cá nhân mà. Vậy thì chúng ta phải gì à? Phải bảo vệ từng cái thành công một và phải khi đi xây dựng từng cái thành công một. Như bạn anh Lê nói, bằng cách nào để thành công thì bảo vệ sức khỏe đi. Bạn có sức khỏe thì bạn đã thành công về sức khỏe rồi. Nó rất là rõ ràng. Chào bạn Vòng Hồng Tuyền. Ồ, hồi nãy giờ sao không thấy các bạn giới thiệu nữa? Mình thấy đâu có mấy bạn giới thiệu à. Mình nói là bước đầu tiên là giới thiệu họ tên của mình. Bước thứ hai là giới thiệu mình kinh doanh cái gì. Bước thứ ba là các bạn ra kinh doanh hay kinh doanh chưa. Chưa muốn kinh doanh thì các bạn có muốn mở đại lý, muốn tìm sản phẩm thì có ai đó giới thiệu cho bạn. Ok chưa? Bước tiếp theo nữa là bạn phải cho số điện thoại, địa chỉ hoặc email của các bạn để mọi người liên hệ. Chúng ta vừa xem livestream này, chúng ta vừa học, chúng ta vừa trao dồi, chúng ta vừa có kiến thức. Nhưng đồng nghĩa đó chúng ta cần cái gì nữa à? Cần phải kết nối, mở rộng đại lý, tìm kiếm khách hàng. Mỗi người mà chúng ta quen biết trên cuộc đời này, họ đều có một bí mật gì đó mà ta cần phải biết. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Và bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì bạn bấm vào cái nút chia sẻ để bạn chia sẻ cái livestream này về nhà mình. Ok chưa? Vừa rồi mình chia sẻ cái thứ ba, đó là thành công về sức khỏe. Các bạn ghi vô đi, thành công thứ nhất là cái gì? Thành công thứ hai là cái gì? Thành công là thứ ba là cái gì? Các bạn comment xuống. Gõ lên cái comment này nè các bạn ơi, gõ vô. Phải năng lượng vô. Chúng ta ngồi nghe livestream mà chúng ta phải năng lượng vô. Ok chưa? Phải rất là năng lượng. Chào bạn Phan Vĩ Khai. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Thành công thứ tư, đó là chúng ta phải có cái cuộc sống thoải mái, bình an, an vui mỗi ngày. Chào bạn Nguyễn Ngọc Diễm Châu. Rất là vui. Chào bạn. Ok chưa? Bạn đã lên xem cái livestream này rất là tuyệt vời. Cái thành công thứ tư đó là bạn phải sống gì à? Thoải mái, an vui, bình an mỗi ngày. Ok chưa? Để chúng ta an vui và bình an mỗi ngày nó không dễ chút xíu nào. Ok, đây những người có rất là nhiều tiền nhưng mà họ vẫn không an vui mỗi ngày. Mình gặp đây những người đã làm kinh doanh có rất là nhiều tiền nhưng mà mỗi ngày sức lại bạn, họ hối hả lắm. Bởi vì sao? Họ làm ra sản phẩm không tốt. Ok chưa? Họ làm ra sản phẩm không tốt nên họ bán cho khách hàng. Khách hàng như thế nào à? Khách hàng cộng đen cho họ nhiều quá. Ok chưa? Họ làm những cái việc mà làm cho rất là nhiều người suy nghĩ. Ok chưa? Họ kinh doanh sát khí dữ quá. Nó là họ có nhiều tiền nhưng mà họ vẫn không có an vui, họ không có nhẹ nhàng. Bạn hình dung chưa? Em rất vui tham gia buổi livestream này, thật là năng lượng. Vâng, bạn không ăn rồi. Mỗi ngày chúng ta cần phải có năng lượng. Và năng lượng, khi mà em có năng lượng tích cực thì vũ trụ, nguồn lực xung quanh sẽ hỗ trợ em làm được rất là nhiều điều tuyệt vời. Bạn em thấy không à? Những lúc mà em tích cực, em vui, em năng lượng thì sao ạ? Em làm cái gì nó cũng đơn giản và nó lẹ hết. Còn những lúc nó như thế nào những lúc mà em tiêu cực á, năng lượng em tụt xuống á, em suy nghĩ cái việc bé xíu vậy em suy nghĩ còn không xong nữa. Em có nhận ra điều này chưa? Hoặc là như thế nào hoặc là như thế nào hoặc là khi em tiêu cực thì nó như thế nào em làm việc gì nó cũng như thế nào nó cũng chặt lắc á, nó cũng sai hết á. Em mà như chưa? Nghĩa là khi chúng ta tích cực, chúng ta năng lượng á, nguồn lực xung quanh hỗ trợ cho chúng ta, giúp cho chúng ta thông minh và tuyệt vời ra. Còn mà khi chúng ta tiêu cực á, các bạn thấy không? Cái nguồn lực chúng ta bị lấy đi hết đi, lấy ra khỏi người chúng ta, nó làm cho chúng ta yếu đi, nó dở hơi và nó tệ hơi kinh khủng luôn. Các bạn như chưa? Nó là năng lượng chúng ta phải tích cực. Bạn hình dung chưa?
nó là các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy kết bạn Facebook với mình, chúng ta có cơ hội để làm quen nhau. Bạn nào mà chưa biết mình thì cứ như thế nào cứ kết bạn với mình đi, chúng ta quen biết nhau lần lần chúng ta sẽ biết nhau rất là nhiều thứ, ok chưa? Rất là tuyệt vời. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ với các bạn cái thành công thứ tư, đó là chúng ta phải thoải mái, chúng ta phải vui, chúng ta phải an nhiên mỗi ngày. Chứ mà chúng ta có nhiều tiền, thành công thứ nhất là thành công nhiều tiền, nhưng mà chúng ta lại như thế nào? Chúng ta lo lắng, chúng ta trăn trở, chúng ta sợ sệt, bán hàng cũng lo lắng bởi vì làm hàng không có tốt. Vậy thì chúng ta không có vui, không có an nhiên mỗi ngày, ok chưa? Vậy thì chúng ta thứ nhất thoải mái, muốn thoải mái như thế nào? Thứ nhất là cơ thể chúng ta nó phải tuyệt vời, sức khỏe chúng ta phải tốt thì con người chúng ta nó mới thoải mái được. Cái thứ hai là tài chánh và tiền bạc, chúng ta cũng không phải lo lắng gì nhiều cho cuộc sống nữa, ok chưa? Thứ ba, chúng ta có máy ấm đầy đủ. Thứ tư, con cái học hành ngon nghẻ. Các bạn dùng radio này chưa? Nếu mà con cái không ngon thì làm sao mà chúng ta thoải mái được? Chào bạn Lan Hương, thầy thật siêu tuyệt vời, siêu năng lượng. Ok, mình tập thành cái thói quen này rồi bạn Lan Hương ơi. Cái thói quen là phải luôn luôn năng lượng, phải làm việc luôn luôn năng lượng, ok chưa? Và bạn luôn ăn uống đầy đủ, ăn cái gì cũng thấy nó ngon. Các bạn ngủ một giấc ngủ rất là ngon, ok, cuộc sống một ngày nó rất là chất lượng, thì tự nhiên con người bạn nó mới thoải mái được, ok chưa? Chứ đâu phải bạn muốn thoải mái là nó thoải mái đâu. Muốn cái chữ thoải mái á, muốn cái chữ bình an nhiên á, nó kết hợp rất là nhiều thứ. Nhiều lúc có một người mà họ đi vào chùa đó mà chưa chắc họ đã thoải mái đâu. Các bạn nhận ra điều này chứ, họ cũng không thoải mái đâu. Họ vào trong chùa để họ đi tìm kiếm sự thoải mái, chứ chưa chắc là họ đã thoải mái đâu. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó là chúng ta cần phải có một cái cuộc sống, và chúng ta có một cái cuộc sống thoải mái như vậy á, thì nó như thế nào? Chúng ta đã là một người thành công về mặt cuộc sống rồi. Các bạn nhận ra điều này chưa? Ok, rất là tuyệt vời. Mà mình rất là vui khi rất là nhiều bạn đang xem cái live stream này, và bạn đang lần đầu tiên biết mình thì các bạn như thế nào? Hãy comment xuống đây, làm quen với mình, giới thiệu mọi người, giới thiệu tất cả mọi người cùng nhau xem cái live stream này. Và cái tiếp theo nó như thế nào? Bạn hãy kết bạn với mình. Và mình có dành một phút quảng cáo nha các bạn, một phút quảng cáo. Mình là tác giả của ba cái quyển sách này. Thứ nhất là quyển sách Vượt Biển Lớn, thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Hai quyển này hiện tại đang bán Việt Nam. Và quyển thứ ba là Đi Dân Đồ Quay. Cái quyển này hiện tại đang bán trên Amazon, là bán ở thị trường Mỹ, ok chưa? Và mình chuẩn bị ra tiếp một cái quyển nữa, đó là quyển Công Nghệ 4.0. khoảng 2 tháng nữa là mình ra, mình đang nằm ở khâu biên tập rồi. Rất vui. Và mình hiện tại là người sáng lập ra cái B-Training này. Ok, cảm ơn các bạn. Một phút hết rồi. Ok, bạn nào mà quan tâm tới ba cái quyển sách, những cái quyển sách của mình, thì các bạn cứ liên hệ inbox mình, sách sẽ giao đến tận nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước này. Rất cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một phút quảng cáo hết, bây giờ bắt đầu mình chia sẻ tiếp. Các bạn thấy đây tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời. Vậy thì nó như thế nào? Các bạn nào lần các bạn giới thiệu về mình đi, các bạn giới thiệu về mình đi. Bạn họ tên là gì, kinh doanh lĩnh vực gì, làm cái gì? Bạn Phát giới thiệu về em đi. Bạn Nguyễn Mạnh Cường rất là vui, chào bạn Nguyễn Mạnh Cường. Các bạn giới thiệu về các bạn đi, comment lên cái Facebook này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Em đặt luôn ba quyển thầy nhé. Ok, bạn Diễm Châu, inbox số điện thoại cho mình nha. Bạn Diễm Châu ơi, cảm ơn em rất là nhiều. Mỗi ngày một chút thôi. Vâng, em đang đọc Mỗi Ngày Một Chút Thôi hả? Bạn ăn rất là tuyệt vời, cảm ơn em rất là nhiều. Em thấy cái quyển sách này có hữu ích với em không ạ? Rất là hữu ích đúng không ạ? Vâng. Và vừa rồi mình chia sẻ thành công thứ nhất là thành công về tiền bạc. Thành công thứ hai là thành công về tình yêu. Thành công thứ ba là thành công về gì? Thành công về sức khỏe. Thành công thứ tư là thành công về cái gì các bạn? Thành công về cuộc sống an nhiên và thoải mái. Ok chưa? Bây giờ tới chia sẻ thứ năm. Ok. Thành công về thứ năm là thành công về cái sự học hỏi. Chúng ta không có học hỏi thì chúng ta không thể phát triển được. Đây là điều chắc chắn. Thế giới của chúng ta hiện tại hơn 7 tỷ người. Trong một nửa số đó là họ có học hành. Khoảng hơn 3 tỷ người họ có học hành nên cuộc sống họ nó sẽ tốt hơn. Trong 3 tỷ rưỡi người đó
thì có khoảng gì ạ? Khoảng vài trăm triệu người họ học nhiều hơn nữa, cuộc sống họ chất lượng hơn. À, vậy như thế nào ạ? Trong vài trăm triệu người đó có khoảng chừng một vài triệu người thôi họ học nữa. À, học nữa nghĩa là sao ạ? Là khi họ rời trường rồi họ vẫn cứ học, còn cái thành phần còn lại họ rời trường rồi họ không thèm học, họ nghĩ vậy là đủ rồi. À, và họ vẫn cứ học, và khi họ học họ càng cảm nhận thế giới này tốt hơn, họ càng tinh túy hơn, họ càng khai thác được cái năng lực tuyệt vời ở bên trong con người của họ, họ phản xạ với xã hội tốt hơn, họ theo kịp thời đại hơn. Nên tất cả những con người mà họ chịu khó học cả đời đó họ đều rất là thành công ở trong xã hội này. À, bản thân mình cảm nghiệm hơn cái điều này nhất, mình không có ngày hôm nay nếu mà mình không chịu học. Chính cái sự học hồi kia ngoài quê mình rất là khổ cực, và chính mình học, mình chịu khó mình học hết cấp 1 nên mình mới được đi học cấp 2. Nếu hồi đó mình học hết cấp 1 thì mình cũng sẽ không học cấp 2 được. Và vì mình cố gắng mình học hết cấp 2 thì mình mới lên được cấp 3 cách xa nhà mình 25 cây số, và hàng ngày mình phải đạp xe để mình đi học. Vậy vì mình học hết cấp 3, ok, nên mình mới được vào Sài Gòn này để mình học. Và khi ra trường rồi mình vẫn cứ học, và cho tới giờ này mình vẫn cứ học. Các bạn thấy không ạ? À? Nhà mình đài sách. À, nhà mình đài sách, sách rất là nhiều. Ok chưa? Mình rất là yêu sách. À, đây là cái kệ sách của mình. Hiện tại mình có khoảng 500 quyển sách. Ok chưa? Một năm mình luôn đăng ký gì ạ? À? À, một vài khóa học để mình đi học. À, để gì ạ? À? Để luôn cập nhật, để luôn biết cái kiến thức của mình. Nhà mình sách rất là nhiều. À, mình có tủ sách, mình có nguyên một cái phòng đọc sách. Phòng này mình đang ngồi livestream cho các bạn, đó là phòng đọc sách. À, các bạn hiểu chưa? Chúng ta phải học cả đời. Chúng ta học rất tất cả những người xung quanh. Cái học hành nó làm cho con người chúng ta phát triển. Chúng ta phải thành công về mặt tri thức. Ok chưa? Nếu các bạn chịu khó học hành và các bạn chấm dứt cái việc học, điều đó bạn đang làm cho mình đi tụt lùi. À, các bạn nhận ra điều này chưa? Bởi vì học tập bạn mới nhận ra, học để mình am hiểu nhiều điều, học để mình khám phá con người của mình, học để mình phát hiện ra được rằng có nhiều cái mình còn chưa biết, chứ không phải học để tự phụ rằng ta là người có học. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Cái sai lầm của rất là nhiều người, họ học để về họ khoe rằng họ là người có học. Không phải vậy. Bí mật của việc học là để gì à? Để còn nhiều cái nữa chúng ta còn chưa biết. Bạn nhận ra điều này chưa? Ok chưa? Vậy thì cái thành công thứ năm là chúng ta phải thành công về từ cái việc học. Bạn Nguyễn Văn Ý làm gì mà thành công? Ok, cái câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Ý bạn rất là hay. Và tại sao bạn không xem từ đầu cái livestream này nhỉ? Bạn hãy tập trung và xem livestream này. Thì cái gì à? Cái câu hỏi của bạn, bạn vừa comment đó rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Văn Ý, bạn hỏi một câu hỏi rất là tuyệt vời. Bạn lần đầu tiên biết đến mình, rất là vui. Bạn sẽ kết bạn với mình nhé. À, bạn cùng nhau kết bạn với mình đi để chúng ta biết nhau nhiều hơn thông qua cái trang Facebook này. Biết nhau là cái duyên á, bạn Nguyễn Văn Ý ơi. Ok. Chào bạn Nguyễn Hoàng Trương nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào bạn Nguyễn Trường Thịnh. Ok, rất là tuyệt vời. Chào các bạn. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì nhớ kết bạn với mình nhé. Vâng. Cái thành công thứ sáu đó là chúng ta phải biết gì à? Phải biết biến mọi thứ xung quanh của chúng ta thành một cái điều nó vô cùng vui và ý nghĩa. Ok chưa? Nghĩa là chúng ta phải biết cười giỡn, biết nở nụ cười mỗi ngày. Ok chưa? Thành công năm là chúng ta phải biết cười. Các bạn chưa à? Đôi khi trong cuộc sống chúng ta sống theo bổn phận. À, bổn phận là em phải làm việc này, bổn phận là cho em phải làm việc kia, bổn phận là em phải làm việc nọ. Ok, chào bạn Nguyễn Văn Ý. Chắc là lần đầu tiên bạn biết tới mình đúng không ạ? À, rất vui được các bạn với bạn. Ok chưa? Chào bạn Nguyễn Hồng Sơn. Chào bạn Hồng Sơn. Ok, rất là tuyệt vời. À, rất vui được làm quen với bạn. Lần đầu tiên chắc chúng ta biết nhau. Các bạn nên kết bạn với mình nhé. Và nói như thế nào à? Chúng ta phải biết cười vui, phải biết vui đùa, phải biết relax, phải biết cho cái cuộc sống mình nó có ý nghĩa. Đôi khi chúng ta sống cuộc sống này vì bổn phận. Nó cực khổ lắm các bạn ơi. Nên chúng ta phải biết gì ạ? Phải biết cho cuộc sống chúng ta nó ý nghĩa hơn. Đôi khi nghe cái câu chuyện hài, đôi khi nghe Tú Lâm, đôi khi chúng ta giỡn, chơi đùa gì đó cho cuộc sống nó thú vị. À, nhiều lúc á, các bạn có biết cái môn yoga cười không ạ?
môn yoga nó làm cho chúng ta cười. À, nó trong môn yoga cười á, nó có câu gì thỉnh thoảng chúng ta hãy đùa giỡn vui chơi như trẻ con. À, các bạn dùng ra điều này chưa? Cuộc sống mà chúng ta cứ trách nhiệm, chúng ta cứ formal, chúng ta cứ nặng trịch quá. Ý là hay là mình nói là các bạn phải biết vui đùa, phải biết tếu, phải biết hài, càng lớn là phải càng hài, càng lớn là phải càng cười nhiều. Người ta tính toán trẻ một ngày nó cười hơn 300 lần. Còn người lớn của mình á, lớn lên á, chúng ta cười ngày đâu có hơn 10 lần à. Không biết chúng ta sống cái kiểu gì mà cái nụ cười càng ngày nó càng tắt đi mắt đi. Các bạn hiểu ra điều này chưa? À, nên là bây giờ tất cả chúng ta cùng nhau cười đi các bạn ơi. Các bạn ngồi cười của mình cũng được. Ai nói bạn khùng cũng được, nhưng mà miễn cười là được rồi. Kha 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 đi rồi. Cười đi. Ok, cười đi để cuộc đời nó thú vị. Cười đi, tự cười một mình cũng được. Sống cái kiểu gì mà tự nhiên rồi cuộc đời nó tắt đi mắt cái nụ cười. Trẻ nhỏ mới sinh ra các bạn thấy nó cười cả ngày. À, mình sống kiểu gì tự nhiên mình mắc cười đi. Thái tài em không, thầy thấy em không? Vâng, bạn dây dép HB biết mà. Thấy bạn, bạn mà. Ok chưa? Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đó là mình cũng tranh thủ mình chia sẻ nhanh để mình đi đã. Tại vì tối nay mình có cái cuộc hẹn. Ok chưa? À, nên là mình mới tranh thủ mình chia sẻ cái giờ này. Đúng ra là từ 9-10 giờ tối mình mới chia sẻ lần. Bạn nào lần đầu tiên với mình thì cứ comment vô. Vâng, cái thứ bảy là chúng ta phải biết cho đi. Thành công là chúng ta phải biết cho đi. Không phải chúng ta có chúng ta mới cho. Và cho không có nghĩa là chúng ta mang một cục tiền chúng ta đi cho. Nó có rất là nhiều cách cho. Ví dụ như bạn thấy cái quyển sách này hay, Cà phê Thương Việt. Ok, chào bạn Cà phê Thương Việt. Ok, ví dụ các bạn bạn thấy cái quyển sách Mỗi ngày một chút thôi của mình hay, các bạn thấy cái vượt biển lớn của mình hay, thì các bạn như thế nào à? Các bạn như thế nào à? Các bạn mua và các bạn tặng cho ai đó, nó đâu có nhiều tiền. Đó là cái chúng ta cho đi. Hoặc là chúng ta thấy người kia họ không biết cách làm gì đó và chúng ta tặng cho một cái gì đó, cái đó là cái cách cho đi. Và nếu mà ngày nào bạn không cho đi cái gì thì cuộc sống bạn nó không có ý nghĩa đâu. Và cái cuộc đời nó kỳ lạ lắm các bạn ơi. Nó kỳ lạ lắm. Nếu mà bạn cho đi và người đó thành công, và bạn nhìn cái sự thành công của người đó là bạn thấy như thế nào ạ? Bạn thấy nó rất là tuyệt vời. Bạn thành công chưa không biết, nhưng mà bạn giúp người khác đó thành công là tự nhiên bạn tuyệt vời. Tự nhiên bạn thấy bạn ý như là có một cái gì đó thưởng cho mình vậy đó. Cái phần thưởng vậy đó. À, các cho bạn có nhận ra điều này chưa? Nên nó là cho đi không phải là cái gì nó rất là cho lớn. Chúng ta chỉ cần ai đó họ đang rất là rầu rĩ thì chúng ta làm sao cho họ vui, nghĩa là đã cho đi rồi. À, tối hôm qua mình đứng ở cái lớp làm chủ doanh nghiệp, và sau cái lớp xong là 9 giờ rưỡi rồi, nhưng mà có một anh đứng lại, anh chia sẻ với mình. Anh nói rằng là anh đã 40 tuổi rồi. Anh có vợ. À, và vừa rồi anh ra anh kinh doanh, anh mở quán cơm và anh thất bại hết rồi. À, và bây giờ anh xin vào công ty anh làm lại, lương tháng có 6 triệu à, mà thuê thì ở nhà trọ, có vợ hai đứa con, cuộc sống vô cùng khó khăn. Mình nói trao đổi với bạn này, mình thấy là bạn này bạn rất là khát khao, bạn chịu khó làm, rất là chịu khó, nhưng mà bạn thiếu cái tư duy. À, và bạn cũng đăng ký lớp mình để học rồi. Tuy nhiên mình sẵn sàng liền, mình kêu cuối tuần này bạn hãy đi học cái lớp này. Và như thế nào ạ? Mình sẽ không lấy học phí của bạn. Ok chưa? À, và nó như thế nào ạ? Và ngày hôm nay nè, bạn như thế nào ạ? Bạn inbox cho mình và bạn nói là bạn rất là cảm ơn cái sự giúp đỡ của mình ngay trong cái thời điểm bạn khó khăn này. Mình nói cái điều đó, bạn hãy tập trung làm sao bạn học và mong muốn bạn ứng dụng cái kiến thức trong cuộc sống này. Những kiến thức trong cái lớp 2 ngày của tuần ngày mai và ngày mốt này để về bạn làm việc cho cái kinh doanh. Các bạn hiểu chưa? Đôi khi trong cuộc sống và chỉ gì ạ? À? Nếu mà sau này các bạn bạn đó thành công thì chính vì cái sự thành công của đó mình cảm giác rất là vui. Cái sự cho đi nó vui lắm. À, cho đi nó không phải là gì ghê gớm. Ví dụ hiện tại sáng nào mình cũng Bambi con gái của mình mới 5 tuổi á, xuống chạy bộ một vòng và chúng mình như thế nào à? Lấy cơm cho cá ăn. Cái đó cũng là cho đi. Ở ngay chỗ mình nó có một cái hồ cá rất là rộng, rất là nhiều cá. Và cá nhiều quá thì các con cá mình có cảm giác là nó đói. À, thì như thế nào à? Sáng nào cũng vậy. Hai bố con mình sau khi chạy bộ xong thì ra đó lấy cơm quăng xuống cho cá ăn. Cái đó cũng là cái cho đi nó không phải gì là gì to lớn. Mỗi một ngày bạn hãy như thế nào à? Bạn hãy suy nghĩ cái cách nào đó để chúng ta cho đi một cái gì đó dù rất là nhỏ. Chúng ta gieo những cái hạt mầm nó rất là tuyệt vời. Thì sau đó
lần lần cái cây nó lớn lên rồi bạn mới được hưởng. Ok, thành công thứ bảy đó là thành công cho đi. Ok chưa, bạn nốt vô thành công cho đi. Ok chưa, và bây giờ mình chia sẻ đến thành công thứ tám. Mình cũng tranh thủ mình nói nhanh để mình còn đi nữa, tại vì tối nay mình có cái công việc rất là quan trọng. Và bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì các bạn bấm vào, các bạn chia sẻ đi à, bấm vào cái nút chia sẻ đi à, các bạn phải bấm vào cái nút chia sẻ. Ok, bạn phải bấm vào cái nút chia sẻ. Bạn nào chưa chia sẻ, bạn bấm vào nút chia sẻ để nhiều người cùng xem cái livestream này nữa. Đó là cái sự cho đi. Mình dành cả tiếng đồng hồ mình nói về cái điều này, đó là mình cũng cho đi. Các bạn chỉ cần bấm chia sẻ livestream này và một người nào đó, bạn bè của bạn họ vào họ xem thì đó cũng là cái sự cho đi của bạn. Bạn hình dung ra điều này chưa? Bạn thấy điều này tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thành công thứ 8 đó là chúng ta được tưởng thưởng. Chúng ta có những cái huy chương, những cái bằng cấp. Ví dụ như các bạn làm nhân viên sale của một cái công ty nào đó và cuối tháng bạn lãnh được cái giấy khen là nhân viên sale giỏi nhất tháng. Cái đó là một sự thành công. Hoặc là bản thân mình, các bạn thấy nhìn không? Mình có được cái huy chương này do nhà nước cấp này. Ok chưa? Các bạn thấy chưa? Nhà nước cấp cho mình à. Ok chưa? Thì cái này là mình lãnh ở Malaysia. Ok chưa? Doanh nhân châu Á Thái Bình Dương. Người hoạt động xã hội khu vực châu Á Thái Dương, và mình có cái huy chương này nữa. Các bạn thả chưa? Tức là chúng ta cần phải có những cái huy chương, những cái thành công. Mình những cái thành công này là do nhà nước. Còn cái này là ở bên đài truyền hình Khánh Hòa. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Tức là chúng ta cần phải có những cái huy chương. Hoặc là cái này là cái bạn thấy không ạ? Cái biểu tượng này. Cái biểu tượng này, bạn nào đọc cái quyển Dạy Con Làm Giàu thì các bạn nhìn cái biểu tượng này là các bạn biết liền. Đây là gì? Thì mình được trực tiếp lãnh được cái phần thưởng từ ông Robert Kiyosaki, cái quyển Dạy Con Làm Giàu á, các bạn biết không ạ? Cái đó là cái đồng tiền mà ông tặng cho mình á. Các bạn nhìn chưa? Chúng ta cần phải phấn đấu để chúng ta có những cái thành công. Về mặt cá nhân phải có tưởng thưởng. Ok chưa? Đó là cái thứ 8. Mình cũng nói nhanh tại vì mình gần tới cái giờ hẹn rồi. Ok, rồi thành công thứ 9. Đó là chúng ta cần phải có sự thay đổi. Chúng ta cần phải có sự thay đổi. Chúng ta không thể ổn định như vậy được. Cái sự ổn định là không được gọi là sự thành công. Cái sự thay đổi để phát triển mới gọi là thành công. Bạn hình dung chưa? Người nào mà luôn luôn gì à, luôn ổn định như vậy thì không có gọi là thành công. Bạn nhận ra điều này chưa? Không có gì là mãi mãi. Những người mà họ nói ổn định là những người họ chưa nhận ra cái cuộc sống này. Không có gì mà nó mãi mãi đó. Nó phải có sự thay đổi. Và thay đổi để tốt hơn. Các bạn nhận ra điều này. Ai mà luôn cố tình bảo vệ để không thay đổi, đó là cái người đó là cái người mà họ muốn không tồn tại trên thế giới này. Ok chưa? Nó là chúng ta cần phải có một cái kế hoạch để tạo ra cái sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Và cái sự thay đổi đó nó sẽ càng ngày nó càng tốt hơn. Chào bạn Quang Trợ. Quá tuyệt vời. Vâng, cảm ơn bạn Quang Trợ rất là nhiều. Bạn nhớ kết bạn với mình nha. Ok chưa? Lần đầu tiên chúng ta biết nhau thì các bạn nhớ kết bạn với mình. Ok. Chúng ta cần phải có sự thay đổi và chúng ta đang đi từng bước, càng đi từng bước các ngắn để chúng ta bước gì bước đi dài hơn. Bạn tâm hội, bạn biết cái Kaizen rất rất là tuyệt vời. Bạn đã biết tới Kaizen là bạn là người rất là tuyệt vời. Ok chưa? Chúng ta cần phải thay đổi, chúng ta cần phải cải tiến mỗi ngày để chúng ta tiến bộ hơn. Làm gì có sự ổn định, làm gì có vụ mà bạn lên cái chức trưởng phòng đó, bạn ngồi bạn y, bạn cố tình bảo vệ cái chức trưởng phòng đó, không có. Bạn phải thay đổi, bạn phải tiến lên nữa, bạn tiến lên là nữa. Làm gì có chuyện mà doanh số tháng này 200 triệu, rồi tháng sau cũng 200 triệu, rồi tháng sau nữa cũng 200 triệu, bảo vệ mấy cái 200 triệu. Những cái người đó không thể phát triển được, bạn đang đi thuộc rồi. Chúng ta phải tiến lên phía trước. Tự nhiên bước đi càng ngắn thì bạn càng tiến lên mau hơn. Đó là kinh nghiệm của mình, đó là lý do vì sao mình viết cái quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi, để mình chia sẻ cho các bạn những cái bước đi nhỏ, những cái bước đi ngắn sẽ giúp cho các bạn đi nhanh và đi mau hơn. Chứ không phải chúng ta mau đi nhanh là chúng ta đi ào ào đâu. Nó không phải, nó như vậy. Những người đó là những người họ không biết cách. Ok chưa? Và cái thứ 10 đó là chúng ta phải tích lũy được gì của cải. Của cải này khác tiền bạc. Chúng ta phải tích lũy được của cải. Bạn có tiền bạc nhiều với của cải nhiều mà nó là khác nhau. Của cải là như thế nào Bạn phải mua được tài sản. Bạn để đó, mà nó là của cải, thứ nhất là của cải về vật chất trước. Bạn phải mua được cái tài sản bạn để đó.
các bạn nhận ra điều này chưa? Và tới tháng mà không làm gì thì nó cũng đẻ ra tiền, cái đó gọi là củ cải. Còn tiền bạc thì nó là khác à? Bạn hiểu chưa? Bạn phải có những cái củ cải, phải xây dựng được nhiều cái củ cải, đó là củ cải vật chất. Củ cải thứ hai là củ cải tinh thần. Ok chưa? Bạn đã giúp cho rất là nhiều người thành công và sau đó họ như thế nào? Họ gửi những cái lời cảm ơn cho bạn, đôi khi chúng ta rất là vui. Bạn có phải có những cái củ cải tinh thần là chúng ta có những đứa con và chúng ta làm cho nó rất là thành công. Và sau này các bạn thấy cái sự thành công của đứa con đó. Ok chưa? Hoặc là chúng ta bản thân mình có những củ cải tinh thần là như thế nào à? Mình viết ra những cái quyển sách này. Nó là một cái tinh thần của mình. Bán quyển sách cơ vài chục ngàn, trăm ngàn thì nó không lãi gì nhiều hết. Tuy nhiên, cái đó là cái món quà tinh thần nó đi và rất là nhiều người đọc sách của mình. Hàng ngày họ comment trên Facebook, họ cảm ơn mình. Cái đó là những cái củ cải mà chúng ta để lại cho cái thế gian này. Bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ đến các bạn 10 cái cách thành công cá nhân mà mỗi người đang từng bước phải xây dựng cho mình. Mình review lại, tại vì mình sắp đến giờ rồi, mình review lại nè. Thứ nhất nè, là chúng ta phải thành công về mặt củ cải. Cái thứ hai, đó là chúng ta phải thành công về sự thay đổi. Chúng ta phải tính biến nhanh sự thay đổi. Bạn Nguyễn Văn Ý, bạn đặt cái quyển sách của mình thì bạn inbox vào cái tin nhắn của mình, cái số điện thoại của bạn sẽ giao đến bạn khắp mọi miền đất nước. Ok chưa? Rất vinh dự đã tham gia khóa học của thầy 3 năm trước, mong có cơ hội gặp lại thầy để học hỏi thôi. Ok, rất là tuyệt vời bạn Nam ơi. Bạn Nguyễn Tiến Nam, rất là vui khi làm quen với em. Ok chưa? Mình đang review nhanh để mình đi tối nay, mình có cái cuộc hẹn rất là quan trọng. Vâng, cái thành công thứ ba đó là chúng ta cần phải có được những cái huy chương, những cái chứng nhận mà hồi nãy mình đã chứng minh cho bạn. Cái thành công thứ tư là chúng ta phải biết cho đi, và mình giải thích cho đi như thế nào. Thành công thứ năm là chúng ta phải biết gì, phải biết cười đùa trong cuộc sống, biết vui giỡn, biết hài, biết tếu. Ok, thành công thứ sáu là chúng ta phải biết cách học hỏi, phải nâng cao cái tri thức, trí tuệ của mình. Thành công thứ bảy là chúng ta phải gì chúng ta phải có cái cuộc sống bình an nhiên và thoải mái. Và cái cách nào được như vậy hồi nãy mình đã nói rồi. Thành công thứ tám là chúng ta phải có sức khỏe là rất là tốt. Thành công thứ chín là chúng ta có tình yêu tuyệt vời, phải biết khai thác các bạn tình yêu của mình. Và thành công thứ mười là chúng ta phải có gì, chúng ta phải có được tiền bạc. Ok chưa? Nếu chúng ta không có được tiền bạc thì chúng ta rất là thiệt thốn rất là nhiều thứ. Một phút quảng cáo của giờ. Ngày mai mình có 2 ngày từ 9 giờ sáng đến 21 giờ đêm, mình chia sẻ cho các bạn trong cái lớp làm chủ doanh nghiệp. Cái lớp này nó thuộc cái khóa 130 138. Cái lớp ngày mai là hơn 80 người đăng ký, rất là đông, full cái phòng học của mình luôn. Bạn nào quan tâm cái lớp này thì các bạn hãy inbox cho mình. Chúng ta học tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bạn nào mà chưa có sách của mình thì các bạn có liên hệ mua. Mình có 3 cái quyển sách này. Quyển thứ nhất là Vượt Biển Lớn, quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển thứ ba là Bìa Dân Đầu Quay. Cái quyển này thì đang bán trên Amazon. Và mình cũng chuẩn bị ra cái quyển sách tiếp theo, đó là Công Nghệ 4.0. Rất là vui hôm nay chia sẻ bạn livestream cái giờ này. Bình thường thì mình không có chia sẻ cái giờ này đâu, nhưng mà tối hôm nay mình rất là bận nên mình tranh thủ mình chia sẻ cái giờ này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để các bạn lưu lại. Cái thứ hai là các bạn hãy kết bạn với mình nếu lần đầu tiên quen mình và biết mình. Bye bye các bạn rất là nhiều. Chúc bạn một buổi tối cuối tuần rất là chất lượng. Bye bye các bạn.